Rồi, xin chào các, uh, xin chào các bạn đã đến với kênh của Shop Hàng Đã Qua Sử Dụng. Đó. Rồi bây giờ là tôi, uh, tôi chỉ mấy bạn là, là 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 đăng nhập bằng địa chỉ email trên cái phần mềm Email Rồi đầu tiên thì mấy bạn phải phải đăng ký bằng tài khoản. Đó. Đăng ký tài khoản thì tôi có một cái video hướng dẫn là đăng ký tài khoản bằng địa chỉ email rồi coi lại cái uh, coi lại cái video đó ha. Rồi cái cái này là cái video mà tôi hướng dẫn là chuyển chế độ đăng nhập từ chế từ đăng nhập mặc định là bằng điện thoại họ chuyển qua chế độ đăng nhập bằng email ha rồi khi mà mấy bạn tải về mấy bạn mở cái phần mềm email lên thì nó như thế, thế này đây rồi bây giờ mình sau khi mình đã đăng ký tài khoản xong xuôi rồi á thì bây giờ mình sẽ đăng nhập đăng nhập hoặc là một cái lý do gì đó mà cái tài khoản mấy bạn nó bị ao ra thì bây giờ mấy bạn đăng nhập lại thì đăng nhập là như, bằng địa chỉ email là như như thế nào bây giờ nhắn vô nút đăng nhập đây rồi bây giờ bình thường của nó là nó sẽ nó để chế độ đăng nhập bằng số điện thoại thấy không thấy cái 84 cộng số điện thoại không đó thấy không rồi bây giờ mình mình không đăng bây giờ mình đăng ký cái tài khoản của mình bằng số điện thoại không được mà bây giờ mình đăng ký bằng địa chỉ email thì nó ok nó được thì bây giờ bây giờ mình vô đây bây giờ mình uh, bây giờ mình đăng nhập bằng email thôi rồi bây giờ để chuyển qua chế độ đăng nhập bằng email thì mấy bạn thấy cái gì không đó một bên là cái nút facebook mà đừng có chọn cái nút facebook nha đừng có chọn cái nút facebook nút facebook là nút tào lao á mấy bạn nhấn vô cái nút mà lá thư cho mình email á rồi thấy không chuyển qua thấy không chuyển qua email liền hồi nãy là nó số điện thoại bây giờ tôi bấm lại nè đó số điện thoại nè thấy không bây giờ tôi bấm dưới chuyển qua là email rồi thấy không đó thấy không bây giờ điền email vô đăng nhập bình thường thôi thấy không có gì đâu khó đúng không đó cái này là để dành cho những cái bạn nào mà muốn có tài khoản bằng địa chỉ email rồi đúng không bây giờ muốn đăng nhập bằng địa chỉ email hoặc là đăng ký đăng ký tài khoản bằng số điện thoại không được mà đăng ký bằng bằng địa chỉ email thì nó ok thì mình đăng nhập bằng email thôi bình thường thôi, có gì đâu khó đúng không móc nè như của tôi tôi đăng nhập này hồi nãy tôi mới tạo xong mà tôi đăng nhập này Rồi à, giờ chỗ này là chưa ok nha phải nhắn vô cái nút này nè tôi đồng ý nè à, nhiều ông không nhắn vô nút đồng ý cho nói sao đăng nhập không được à, rồi nhắn vô nút đồng ý này rồi nhắn vô nút đây thì mới đăng nhập được nha đó à, ok chưa à, vậy thôi có gì đâu khó đúng không tôi tưởng cái vụ imola này tôi tưởng là, Tôi tưởng là cái như là em rồi tôi hướng dẫn các kiểu con đà điểu xử lý từ xử lý từ a tới z thì các kiểu con đà điểu tài khoản lấy lại mật khẩu các kiểu con đà điểu rồi mà bữa nay cũng có ông gọi điện hỏi mà đang ngủ trưa mới ấm gọi điện ông hỏi làm tôi hết làm đang đang chuẩn bị vô giấc ngủ kia tỉnh ngủ luôn giờ ngồi tới giờ luôn Được rồi rồi kết thúc video đây nếu mấy bạn mà thấy đó thấy video của mình có thì nhấn nút đăng ký kênh like share video giùm mình nha rồi cảm ơn anh nha